Vâng, xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em nào chưa biết về cái cách tăng cái mức độ sáng của cái đèn LED chiếc iPhone 4, 5 hay 6 gì đấy. Thì trên tay tôi đang là một cái chiếc iPhone 5S. Ở clip này tôi sẽ hướng dẫn anh em tăng cái độ sáng của cái đèn LED của chiếc iPhone của mình nhé. Có thể là nhiều anh em chưa biết đâu, nhiều anh em thì cũng chắc cũng đã biết mày mò cái những cái chế độ này rồi. Thì thông thường thì anh em mình là chỉ có kéo chế độ màn hình lên và bật đèn. Đấy, bật đèn, đây là đèn LED anh em nhé. Và bây giờ anh em muốn tăng cái chế độ sáng hơn của nó lên thì anh em khi bật lên này, thì anh em phải giữ cái chế độ đèn này. Đấy, nó hiển thị lên, và đây là nó có 4 nấc này. Đây là thông thường thì nó sẽ để cái chế độ mặc định, chế độ mặc định của máy. Thì anh em muốn tăng lên thì anh em phải ấn vào đây. Đấy, đấy, anh em có thấy nó sáng hơn không? Tối này. Đấy, chế độ mặc định nha anh em nhé. Đấy, tôi sẽ tăng. Tăng này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, và có thể là rất sáng. Đây là cái mức cao nhất. Và thấp này, thấp nữa này, thấp nữa này, và tắt chế độ mặc định nhá. Anh em nhìn ở đây nó sáng hơn này. Đấy, 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 anh em nhìn thấy chỗ không? Đây là cái chế độ tăng mức sáng của đèn LED. Vâng, xin chào anh em nhé.